Chào mừng quý khách hàng đã trở lại với iPro Store. Tiếp nối chuỗi series về laptop Lineal thì ngày hôm nay chúng mình mang đến cho các bạn em Dell 5458 với đầy đủ hộp và phụ kiện. Bây giờ thì hãy cùng mình unbox nhé. Chiếc laptop này có thông số kỹ thuật như sau: chip Intel Core i5-5200U cho việc xử lý dữ liệu mạnh mẽ mượt mà, RAM 8GB ổ cứng SSD 128 cho việc lưu trữ tốt, màn hình là 14 inch hiển thị chất lượng hình ảnh rõ nét, sống động, chân thực. Đặc biệt hơn là sản phẩm này đang được giảm giá cực sốc tại toàn bộ hệ thống của iPro Store cùng với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn khác. Click để mua ngay bạn nhé!